Bí quyết giải rượu ngày Tết, tất niên hội họp tận tùy, uống gì cũng được, nhớ về giải rượu vang. Trước khi vui bên bàn tiệc, hãy nhớ hai điều sau, kẻo sau câu chuyện cha dư tiểu hậu có thể là những ngày nằm bẹp trên giường, đau đầu vật vã đầy mệt mỏi, thậm chí bệnh gan đến khi nào không hay. Hai điều đó là: một, phải biết cách giải rượu ngay trên bàn tiệc bằng cách uống nhiều nước song song với rượu, ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, đậu phụ, hạn chế thịt và mỡ động vật. Thứ hai là sử dụng thảo dược để giải rượu như cà gai leo. Từ nhiều năm qua đã được nhiều nghiên cứu chứng minh công dụng về giải độc gan, hạ men gan hiệu quả, phục hồi tổn thương tế bào gan, ngăn ngừa nguy cơ xơ gan, bảo vệ gan trước các tác hại của bia rượu rất tốt. Giải độc gan tự Linh Plus với sự kế thừa công thức gồm cà gai leo, mật ong, nay bổ sung thêm kế sữa, cúng kháng, antiso, vitamin nhóm B giúp mang lại tác dụng vượt trội trong giải rượu và bảo vệ gan khỏi sức tấn công của trùng cồn và thất độc. Đặc biệt, nhờ chứa cúng kháng với hoạt chất ampreloxin đã được chứng minh có tác dụng giải độc rượu bia, giúp giảm nồng độ cồn trong máu sau 30 phút và hết hẳn sau 1 giờ. Thì trên đây là hai bí quyết bất cứ ai cũng nên trang bị để giữ cho mình là gan khỏe mỗi dịp Tết đến xuân về. Hãy follow kênh của mình để biết thêm những thông tin hữu ích về sức khỏe.